làm sợi mì từ trứng nè. Đó, đập trứng ra, hút lấy cái lòng đỏ, đổ vào nồi nước sôi, xong thành sợi mì. Đó, tin được không mọi người? Tôi tin nên tôi mới bày người ra tôi làm thử nè. Biết đâu hả, nó được cái sợi mì trứng hả, mình ăn ngon rồi mình bỏ vào menu của mình, có một món ngon ăn tiếp. Trứng này đã rửa sạch rồi nè. Bây giờ mình sẽ đập cho vào đây. Trước khi cho vào á, mình bắt cái nồi nước sôi lên. Cái nước này Mây nấu sẵn rồi á. Vậy chỉ việc đun sôi lại lần nữa là xong. Bây giờ đập trứng, lấy dao chứ. Thấy nhiều người nha, đập trứng rất là chuyên nghiệp luôn. Nhưng mà mỗi lần Mày đập trứng á, cây dao không thể nào thiếu được. Đó. Xong rồi, lấy cái ống xi lanh này hút cái lòng. Cái ống xi lanh này là Mây order về và đã rửa sạch rồi nha mọi người. Lấy lòng đỏ lên. Bây giờ mình sẽ cho trứng vào. Hồi hộp quá à. Không biết có ra sợi mì không? Chắc chắn là ra. Hả? Thêm một ống nữa. Hả? Rồi đợi cho nó sôi đã. Nó cũng ra dúng. Nhưng mà không biết sợi này có dai không? Nó ra sợi này mọi người. Sao nhìn nó xấu dữ ta? Để vớt ra coi sao. Nó không có dai. Đi ra. Đây nó cũng nhìn cũng giống sợi mì ha. Nhìn giống sợi mì thôi chứ. Wow. Nhưng mà nó không có dai như sợi mì. Nhưng mà nghĩ là trong cái clip đó mọi người, chắc là người ta bỏ thêm bột hay là tại vì á thì nó mới dai được, chứ nếu như mà trứng không á là nó rất là bở luôn á, nó vẫn ra nó mềm á. Ừ. Cái này bỏ ăn thôi chứ còn xào gì được. Okay, ăn bậy bỏ phí lắm. Vớt hết ra luôn. Nó vẫn có sợi vậy, nhìn như sợi mì nha. Ừ. Nhưng mà lòng trắng nó bị dính vô á. Rồi chị Mây khoe mày đi, chị Mây mì của chị Mây đâu? Đây. Wow. Đây là tô mì trứng của tôi nha mọi người. Wow, đẹp nha, tô mì trứng đẹp quá. Thất bại rồi, nói thiệt luôn là nó vẫn ra sợi mì đúng không? Mày công nhận điều đó không? Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà đó, sao nó dai, trong clip nhìn nó dai chứ ta? Thì đó là người ta pha bột vô, chắc chắn 100% luôn, chắc chắn là người ta sẽ pha bột vô thì sợi mì nó mới dai được, chứ nếu trứng không thì làm sao mà nó dai như vậy? Hả? Đúng rồi. Vô cái nó bở mất tiêu rồi. Đó. Nhưng mà tránh đều bỏ phí, tao sẽ ăn cái này. Thì ăn đi chứ. Ăn thử coi. Mời mọi người. Wow, mì ngon đó. Nhặt nhát xong bộ là không thể nào cứng lại được, xong bỏ tương ớt vô. Rồi cái này gọi là mì gì trời? Cái này gọi là mì tương ớt. Không, cái này gọi là mì phèo á. Nhìn thì xấu thôi chứ. Ngon không chị Mây? Dẹp clip không quay nữa.